diều này là cơ hội cho mấy con muỗi. Vậy mà bữa mình nói mấy con muỗi bự nó không cắn đâu, nó chỉ hút nhụy hoa thôi. Bởi vì nó là con muỗi đực. À về không phải. Muỗi bự là tại vì ngay cái trại, trại hưu trên nay, trại bò, trại heo rồi. Nên nó bự. Hai ghe nó con nào con nấy nó cắn thiệt khủng bố luôn chứ. Nay mưa rồi tranh thủ hái ớt này đi. Ớt này nó dễ lên, trái nhiều nhưng mà biết không, nó dễ úng lắm. Mưa là nó úng ha. Nó hái hết rồi rồi. Rụng đụng trái lên rụng 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 hết. Tàn rồi là giai đoạn này nó giống. Xin chào tất cả các bạn, thì dạo một vòng nãy giờ lay quay rồi hái ớt hay ơ đồ chia sẻ vườn thu hoạch thì hái lượm. Hôm nay sẵn đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn, mình sẽ đi ươm lấy giống và mình ươm trái bồng tơi cho các bạn. Thì nhiều bạn không biết nói bồng tơi các bạn trồng mà sao nó không có lên, ươm mà sao không thấy lên thì các bạn xem nha. Các bạn nói mua giống, học giống trong mạng, trên mạng 10.000 bịch á, mà sao không có lên thì đây nè. Mình thị phạm cho các bạn cách trồng. Cho này, đối với những cái bạn mà chưa từng trồng tươi, mà muốn trồng mà đam mê á, thì đây cũng là một trong những loại rau các bạn có thể trồng một lần ăn hoài luôn. Thì các bạn muốn ăn hoài thì cứ nó lên á, thấy là dạng ăn non thì các bạn cứ cắt ngang thì tứ là cho phân thêm vô thì nó cứ lên nha các bạn. Lấy giống mồng tơi. Còn đây là đầu tiên nếu các bạn không mua hạt giống thì cứ qua nhà hàng xóm như thế này nè. Thấy cái trái như thế này nè, là trái trên cái dây mồng tơi mà nó già nó đen vậy á, thì các bạn cứ hái đi khỏi mua hạt. Mồng tơi này đâu có cần năng suất hay không năng suất, chỉ là hạt giống mà các bạn trồng, còn lá bự lá nhỏ hay không là do các bạn bỏ phân nha. Thì phân đó là đất trồng á, hoặc là trồng phân hóa học, hoặc là phân trồng phân hữu cơ, thì ươm là bắt buộc phải trồng bằng ươm bằng phân hữu cơ nha. Hữu cơ là như vậy, là phân chuồng rác rử rồi lá cây đầu vậy nè, rụng xuống rồi á, cứ nghĩ mình trộn mày, với mày, bữa nay sao bữa nay đi làm mà ngư ngựa, trộn với đất tự nhiên, sau đó chúng ta sẽ trồng, hoặc là đất bình thường ở nhà mình cứ xới tơi lên đi, tứ cũng cho nó hoài chứ gì? Êm đất đó, nó mềm đó, cho đất cái bịch nhỏ cái đen có nghĩa là giả mà đất nó mềm mềm rồi chúng ta ươm thì cũng ok. Khi nó lên rồi á, khâu ươm dễ lắm, nhưng mà cái khâu nó lên rồi mình làm sao cho lá bự cho nó tốt á, thì các bạn xem mình cách ươm nha. Tí rồi hôm nay mình lấy giống đem rồi, gì rồi ba con? Tí mình ươm cho các bạn xem luôn, nhanh gì ba đầy tay rồi. Video đối với những cái bạn chưa từng đây trồng mà muốn trồng á, còn các bạn ăn chuỗi nữa mình thì hoặc anh chị cô chú đồ lớn rồi thì đó, rành ra không nói gì. Và đây là con quỳnh thì mình sẽ chỉ á, cái tụ mới lớn muốn trồng cây cái tẻ sang vườn đồ đam mê thì đây nghe các bạn. Khâu đầu tiên đó, chúng ta lấy giống, à vuốt giống gì nè đó, cầm thu hoạch thục giống. Ha.
cùi hết rồi, già tàn hết rồi. Nè thấy không, hái rồi nè, không cần phơi khô, không cần ngâm cho nước hột, rồi mình sẽ dâm trực tiếp luôn, tại vì nó cũng khô rồi, nay mùa nắng nè, nắng nắng khô queo khô gốc, nó khô luôn rồi nè. Ê cha, rồi mình dâm thẳng xuống dưới đây luôn nè, này có bự rào sẵn hay không, rồi mình sẽ dâm đây luôn. Mắc gì tự nhiên tôi ngồi đây tự nhiên hứ tôi là sao, ai chọc ghẹo gì mới ngừ, coi có vô gì ai chọc ghẹo gì tự nhiên tôi ngồi đây được hứ, cười khục. Trồng cái gì cũng vậy, ươm cái gì cũng vậy, nhớ tứ nha. Xuống hả Xuân?